Có người đến, có người đi và có người ở lại. Có lúc vui. Má sao hợp âm kỳ quá vậy? Làm lại đi má, hợp âm nó kỳ quá à. Không được. Có người đến, có người đi và có người ở lại. Ok, và hello và xin chào các bạn đã đến với Câu To. Và mình là Gấu đây. Hồi nãy mình đang rap một cái bài mới đây, mới ra được chắc cũng được khoảng 3-4 tháng gì đó. Đó là bài Lộn Xộn 3 của Đen Vâu. Thì Đen Vâu là một người, nói là idol của mình đó các bạn. Đừng gọi anh là idol. Mình là một người mê Đen, mê nghe nhạc của Đen. Nên mà khi mà một cái gì đó mà liên quan tới Đen mà xuất hiện trên cái đất nước này thì mình sẽ quyết định thử nó. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một món ăn rất là mới, rất là độc và rất là lạ. Hình như là chưa có một cái tiệm đồ ăn nào mà nó đã làm cái món này. Xin chào với các bạn, pizza Đen đến từ Pizza Company. Ok, và đây là cái pizza Đen đến từ Pizza Company. Thì mình đã thấy cái pizza này cũng khá là lâu rồi, chắc khoảng là một tuần trước các bạn. Và mình đã có ý định là sẽ làm review về cái món pizza này. Thì mình là một người rất thích ăn pizza. Cái brand pizza ở tại Việt Nam thì mình thích nhất là Pizza Company. Lý do đầu tiên đó là vì cái hộp của nó. Cái hộp của Pizza Company khi mà giao tới nó là một cái hộp giấy. Hộp giấy, và đặc biệt á là nó sẽ mở ra được thành một cái miếng chải như thế này, giúp cho bạn có thể dễ dàng đặt cái miếng pizza ở bất kỳ địa hình nào. Ở đâu đó, ở ngoài đường, ở dưới đất, ở trên cỏ, ở trên cát đó. Và mình có đặt kèm thêm nó là một bịch hay là cái bịch mực của mình. Thấy không? Khi mà các bạn mà có một cái miếng lót kiểu này nè, đó, chúng ta sẽ đổ nó ra. Yeah. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Đó là chúng ta sẽ bắt đầu ăn thôi. Thì pizza Đen này các bạn là pizza làm bằng bột sô cô la. Cái Đen này là màu đen của sô cô la các bạn, của sô cô la nha, chứ không phải là một cái loại mà bột mì đen hay gì hết trơn á. Và cái viền mà gu xung quanh bên này nè, đó chính là viền phô mai các bạn. Và pizza này là pizza hải sản pesto, đúng không dạ? Hải sản pesto. Pesto. Và đây là pizza sốt hải sản pesto các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ không nói nhiều nữa, mình đã rất là đói các bạn, mình sẽ ăn thôi. Tiên là tương cà. Đấy, chúng ta sẽ lấy thử một miếng lên nha. À, hồi nãy thì do là mình để hơi lâu nên là nó không có kiểu chảy nữa các bạn. Quan trọng là pizza nó ngon. Đây là cái pizza của mình. Lúc nãy á, thì khi mà nhân viên của Pizza Company mà giao qua cho mình á, thì nó bánh rất là nóng. Có nghĩa là ngon, nhưng mà do là mình giao qua rồi phải bận một xíu số chuyện một xí nên là không có thời gian để mà ăn liền được. Để mà sẽ thử coi cái pizza mà có trộn bột sô-cô-la nó sẽ như thế nào. Có mùi sô cô la. Cái nữa. Cái vị bột á, nó một mùi sô cô la nhẹ các bạn. Và nó rất hợp với cái sốt, cái sốt hải sản, cái sốt pesto hải sản này. Rất là hợp luôn. Ăn đã. Ngon quá. Hải sản ngon quá. Để mình ăn đi rồi mình sẽ review. Pizza mà vừa ăn vừa nói có vẻ nó sai lầm á. Nè các bạn, trong đây nó có phô mai nè. Thấy không, thấy cái trắng trắng trong này không? Đã quá. Phải nói là lâu lắm rồi mới được cảm giác lại cái gọi là lần đầu tiên ăn được một miếng pizza các bạn. Thật sự á, là khi ăn vô thì các bạn sẽ không rõ được mùi sô cô la đâu, bởi vì á, nếu mà cái bột bánh này nè mà nó rõ mùi sô cô la luôn thì nó sẽ ra một cái bánh ngọt các bạn. Bởi vì cái tính chất của sô cô la là tính chất ngọt nên là các bạn sẽ ăn vô, các bạn sẽ cảm nhận
một cái mùi hương thơm nhẹ của sô-cô-la hòa vào chung nữa với những cái gia vị được nêm nếm trên phần vỏ bánh và cái phần bột của cái loại bánh pizza này. Nó có hơi thơm thơm sô-cô-la, một tí mùi bơ của bột làm bánh và một ít cái rau ngò. Chúng ta nhai một hồi thì chúng ta sẽ cảm thấy cái vị hơi nhẫn nhẫn của cái vỏ bánh, hơi nhẫn đó nha, tức là nó hơi đắng đắng một xíu, khiến cho mình phải cảm thấy là giống như là đây là lần đầu tiên mà mình ăn pizza các bạn. Lần đầu tiên mình ăn pizza mình thấy rất là đã, rất là thích và rất là tại sao trên đời này có một cái thứ ngon đến như vậy. Thì cái này nó cũng giống như vậy, nó quá đã. Cái này không cần chấm luôn, ngon quá. Sốt pesto của Pizza Company rất là ngon, chua chua, ngọt ngọt. Và thêm nữa là cộng thêm cái mùi hải sản và một ít cái loại rau ngò hay là cần tây gì đó. Nó làm cho cái phần nước sốt rất là thơm. Và đặc biệt nữa là trên đây có thêm phô mai nữa. Và cái vị phô mai nó hơi béo béo. Đó, một cái bánh nó hòa đủ sắc, hương, vị. Bánh khi mà các bạn được giao tới á, cái mùi bánh thơm vô cùng luôn. Và khi ăn á thì cái hương vị của nó cực kỳ độc đáo và cực kỳ lạ. Ngon quá. Hoàng hôn là dải lụa, còn màn đêm là tấm chăn. Mỗi đêm ta ngồi ta viết, ta chỉ mong không bị cấm ngăn. Ủa sai lời rồi. Sai lời rồi. Hoàng hôn là dải lụa. Thì cũng là lời nhạc của Đen nữa, đánh vào tâm lý của các bạn trẻ bây giờ. Nhưng mà các bạn phải thành công được như Đen thì các bạn mới được quyền sống giống như Đen các bạn. Các bạn sẽ hỏi mình là cái pizza này tại sao mà nó gọi lại một cái pizza nhỏ như vậy. Bởi vì cái pizza này chỉ có size vừa thôi các bạn. Nó không có size khác luôn, nó không có size nhỏ, không có size lớn, nó chỉ có size vừa thôi. Tiếc, đáng tiếc. Mà hình như là Pizza Company cũng đang mời Đen về làm đại sứ thương hiệu cho cái loại bánh mới của họ, hoặc là sao đó. Nhưng mà thấy dạo này đi ở các cửa hàng của Pizza Company á, thì các bạn sẽ thấy là cái poster của Đen được làm bự chà bá ở ngoài đó. Có thể là nhiều bạn khi ăn cái này sẽ nhắn tin và comment vô clip của mình là em ăn em sẽ thấy không thấy mùi sô-cô-la ở đâu, tại sao anh Gấu lại nói đây có mùi sô-cô-la. Nó là một cái mùi thơm thôi, còn những sô-cô-la mà ở bán ở ngoài cửa hàng tiện lợi á là những sô-cô-la nó là thuần sô-cô-la rồi, còn sô-cô-la này sô-cô-la có pha nên là chúng ta sẽ thấy một cái mùi hơi gọi là rất là không biết miêu tả được các bạn, nhưng là nó sẽ có một mùi thơm sô-cô-la rất là nhẹ. Và ăn càng dần lên cái cục phô mai ngay đây nè, là chúng ta sẽ thấy rõ được cái mùi đó. Ngon quá. Trên đây á, thì các bạn sẽ thấy được là nó sẽ có thanh cua, tôm và hình như là ớt chuông, nãy có nghe có mùi ớt chuông. Giá mà có cái bánh lớn hơn thì mình sẽ ăn dữ hơn và đã hơn. Mình chỉ còn 2 miếng thôi. Mình sẽ mời một vài bạn trong S Channel để thử cái pizza mới này. Ok, bạn nào muốn thì bước vô. Chú Giang đây nè. Alo. Nãy giờ là đợi lâu lắm rồi. Sao phải mang một tay? Không, em đang chuẩn bị bóc cái khác. Con này là cho quay phim. Nè em. Thò tay vô. Thò tay vô. Nó mà sợ béo hay gì, nó ăn dữ lắm. Thế mùi sô-cô-la không đậm? Không đậm. Nếu mà đậm quá nó thành bánh ngọt. Mà cái vị nó ăn chung với sốt ngon. Thôi được rồi, mọi người đi ra. Thôi rồi mọi người đi ra. Hồi xưa mình mới ăn pizza á, thì cảm giác của mình nó rất là sung sướng và rất là đã. Nói lần đầu tiên cuộc đời mình mà mình ăn lại cái bánh pizza mà có cảm giác đó. Một vị bánh pizza được mix chung với là một ít sô-cô-la, sốt pesto, rồi nhờ viền phô mai, thì nó quá xuất sắc.
Và clip cũng đã hết rồi và rất cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu clip hay hãy like, share và subscribe cho Cấu To. Và đừng quên nhấn chuông để kết nối với tâm hồn ăn uống lại với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Quên các bạn, mình có hứa các bạn là sẽ chỉ với các bạn cái cách mà để dọn dẹp cái đống này cho nó thật là nhanh. Thì đây, đây là cái cách mà các bạn hãy đóng cái khung này lại trước. Đó. Đó, chúng ta sẽ đóng lại và bye bye, hẹn gặp lại các bạn nha, bye bye.